đi cũng được 2 tháng rồi xong không có cảm giác gì hết, vẫn đau như thường, nửa đêm vẫn thức dậy vẫn đau như thường. Xong nói thầy con uống nữa, tại vì con uống 2 tháng rồi mà con không có hết gì hết. Thầy nói đâu phải đâu, cái này nó được thảo mà đâu phải uống là hết liền đâu, thôi con ráng đi, ráng thêm 4 tháng nữa, nếu mà không hết thì nghỉ. Nhưng mà thầy uống là nó có kết quả gì đó. Thầy nói vậy thôi, cũng ráng tháng này nữa thôi chứ không thôi không là buồn lòng thầy đi. Sau rồi uống uống tháng nữa xong hình như là không có phải thức dậy nửa đêm, tại vì lúc đó là nó đỡ rồi đó. Xong rồi thầy nó có cảm giác rồi, nó có hiệu quả rồi, bắt đầu uống là 7 tháng. Cái sau 7 tháng rồi thấy nó đỡ đỡ là tới 7 tháng nữa uống nữa là nó hết. Tới giờ thì lâu lâu, bây giờ thì lâu lâu cũng rồi thì nó hơi rên thôi, nhưng mà nó không có đau, không có phải uống thuốc nữa. Xài lâu lắm rồi. Đúng rồi, xài cái gì? Ta bán nào ở đây thì? Hồi đó xài lá bát mai nồ, xài thuốc xương. Chắc nghĩ hồi đó chắc là xài 1 năm á. Nghĩ thấy là mua, thấy uống nhiều lắm. Nhưng mà hồi đó không có nhớ nữa. Nhưng mà cũng không phải 1 năm đâu. Lá bát mai nồ với thuốc xương. Với gì ra? Dạ. Dạ đúng rồi đó, dạ. Rồi xong rồi uống như vậy được 7 tháng. Xong rồi sau đó một thời gian lâu lắm, xong rồi cái bọn ở nhà nó làm, nhờ em nãy em thấy nó làm thì sao uống trước nó không làm. Không, không có làm. Nhưng mà có một cái buồn cười lắm, lúc nó uống hết rồi á, biết không, mình cứ cắt mấy cái chai thông trong vỏ đó, xong rồi mỗi lần gặp mấy người mà hồi xưa đó là Thảo lúc mới qua Mỹ đó, giống như mình hay chở người ta đi bác sĩ đó, rồi đi làm những công việc mà hồi đó mình không có việc gì làm, chỉ lên chở đi học, chở học sinh, chở đi bác sĩ, đi công việc cái gì cũng làm hết đó. Cái thời mới qua thì nó khổ, cái gì cũng làm, cho nên mình cũng có quen rất là nhiều người. Xong gặp lại mấy